Từ Ngôi Trung Kiên xin kính chào tất cả anh chị ạ. Và trong buổi chiều ngày hôm nay bên em mới hoàn thiện xong một cái tác phẩm chị nhé. Đó là một vị Phật và hay còn gọi là một cái tác phẩm Phật Niết Bàn anh chị ơi. Đấy ạ. Và anh chị cũng biết là những cái tác phẩm Phật thì thường được mọi người trưng chơi trong ngôi chùa lớn anh chị nhé. Và thường thờ tượng Phật nằm với kích thước rất là cân đối đấy chị ơi. Và trong ý nghĩa phong thủy thì thờ tượng Phật nằm mang lại một ý nghĩa là gọi là thanh tịnh anh chị nhé. Đấy ạ, mang lại cái sự ấm no và có thể là xua tan đi những cái sự no nắng của những cái con người đây chị ơi. Đấy ạ. Và trước tiên đi gần đến tác phẩm thì bên em cũng xin thông báo kích thước và giá để chị có thể là cân đối chị nhé. Ngang là 45, cao là 26, chiều sâu là 12 chị nhé. Và tác phẩm này chế tác trên chất liệu là gỗ xưa. Đấy chị ơi. Và anh chị cũng biết là tác phẩm gỗ xưa thì rất là giá trị luôn chị ơi. Đấy ạ. Và anh chị nào mà đang tìm kiếm những cái tác phẩm Phật để trưng chơi trong không gian phòng khách thì anh chị hãy lên những cái tác phẩm này về anh chị nhé. Đấy ạ. Và cái tác phẩm rất là đẹp luôn. Em sẽ quay tứ diện một vòng cho anh chị ngắm đấy ạ. Mặt sau đây. Mặt sau một cái khối gỗ gốc hàm liền chị nhé. Đấy ạ. Và em sẽ quay lại mặt trước để cho anh chị ngắm một vị Phật đấy chị nhé. Hay còn gọi là Phật Niết Bàn đấy chị ơi. Đấy ạ. Và với những cái vị Phật thì thường được mọi người gọi là trưng trong cái ngôi chùa chị nhé. Hoặc ngôi đền. Và thường được trưng những cái vị tượng Phật nằm Thích Ca chị nhé. Mâu ly với cái kích thước rất là lớn luôn. Và với cái tác phẩm Phật nhỏ này thì anh chị gọi là dinh ở trong ngôi chùa chị nhé. Ngôi chùa là hợp lý nhất ạ. Đấy, một cái tác phẩm rất là đẹp luôn. Và tượng Phật Thích Ca Mâu Ly nằm nghiêng về bên phải chị nhé. Và hai chân duỗi thẳng ra, tay trái thì đặt lên trên đùi, tay phải thì đặt lên dưới tay chị nhé. Đấy, để thể hiện một cái khuôn mặt thoải mái, của một cái khuôn mặt thư giãn chị nhé. Đấy ạ, và là khi người cao nhân đắc đại thành một cái bậc Phật giáo chị nhé. Đấy ạ. Và một cái tác phẩm rất là đẹp luôn. Và một cái vị Phật này thì đang nằm dưới một cái cây bồ đề anh chị nhé. Một cái cây bồ đề. Và bên cạnh đây là một cái mặt trăng anh chị ơi. Và gồm những cái áng mây. Bên em được cũng rất là đẹp chị nhé. Điểm sụn đây. Đấy ạ. Một cái tác phẩm gỗ rất là giá trị luôn. Và bên cạnh đây là một những cái cành tùng anh chị nhé. Đấy, những cái cành tùng thì là một cái cây cổ thụ rồi, tượng trưng cho sự trường thọ anh chị nhé. Và bên dưới đây là một ngôi đền, một ngôi chùa, mang lại cái sự ấm cúng, mang lại cái sự may mắn đây. Và bên dưới đây cũng là một vị sư anh chị nhé. Đấy ạ, một vị sư đang có thể là quỳ xuống mà chắp tay thỉnh cầu những cái điều mình sắp sửa làm và mong muốn một cái điều tốt đẹp nhất đến ạ. Đấy, một cái tác phẩm rất là đẹp luôn. Từ những cái vạt áo của vị Phật này. Đấy, bên em đục cũng rất là mềm mại luôn. Từ những cái đường gân áo này, bên em đánh cũng rất là sắc nét. Từ những cái đường tóc này, bên em đục cũng rất là tròn trịa chị nhé. Đấy, một cái vị Phật với một cái khuôn mặt từ bi bác ái chị nhé. Đấy ạ. Với tác phẩm rất là hoan hỷ luôn. Em xin thông báo lại kích thước và giá chị nhé. Ngang là 45, cao là 26, chiều sâu là 12. Giá bên em giao lưu với giá là 15 triệu đồng anh chị nhé. Đấy ạ, anh chị nào mà thiện chí thì có thể nhấc máy qua alo của bên em qua số điện thoại 0822 338 345 0944 812 986 chị nhé. Để sở hữu cùng một cái tác phẩm rất là đẹp, một cái siêu phẩm rất là VIP anh chị nhé. Hoặc anh chị có thể là đến trực tiếp cơ sở bên em, cửa quốc lộ 38 làng nghề Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương chị nhé. Để có thể là thưởng lãm một cái tác phẩm đẹp, hoặc có thể là thưởng lãm những cái tác phẩm bên em hơn nữa chị nhé. Đấy ạ. Một cái tác phẩm đẹp này thì anh chị đừng bỏ lỡ cơ hội và nhanh tay alo qua bên em ạ. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị trong những cái video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh chị.